Nhưng không được thôi. Rồi, bạn mua gì mua bạn? Đôi đôi đây. Đôi đặt cái giờ hiện tại bây giờ nó rất đẹp. Đẹp, đẹp. Quá đẹp. Nhưng mà hiện tại bây giờ là đẹp mà mình quan trọng là con người sẽ sớm sửa luôn. Quá chị mua đôi vậy chị? Khỏi lấy cặp nha. À, dám nhiêu? Dế bao nhiêu? Ủa cha hỏi thiệt cho cường trọng. Vậy mua dế bao nhiêu? Rồi kê đó dế bao nhiêu rồi? Điệp á, đó, y luôn á. Điệp vé điệp luôn. Con clip của mình hả? Mua rồi. Mua rồi. Anh em mua. Ok luôn. Ok luôn anh em ơi. Đưa hiện tại cái hoa làm gì có dâu ngọt. Rồi cái tái đây tái gì em? Dâu anh. Tái dâu là nó ăn sao? 40 ạ. Ý nó ăn sao? Hình thức nó ăn sao? Ừ, bán rẻ thì hộp 40, còn 3 hộp. Hình thức nó ăn sao? Dạ. Hình thức nó ăn sao? Dạ thì ăn thôi, nó giống như trái cây vậy thôi. À. Dạ. Thì lấy em 3 hộp. Nó giống như trái cây vậy. Tái dâu nó từ ở đâu anh? Từ ở đâu đi em? Đà Lạt ra chứ đâu. Đà Lạt ở Đà Lạt bán được dâu trồng được dâu thôi chứ ở đâu. Giờ dâu trên Đà Lạt nè. Anh em ăn thử đó. Ở Phong Rang hả? Phong Rang hả? Dạ em nói chuyện trên cái hồ. Giờ em lên lên trên đây là em phỏng vấn chơi vui thôi. Rồi lên phai là lên lên. Em ơi, ủng hộ em luôn đi. Ủng hộ em ba hộp này. Ủng hộ sao ủng hộ em? Thế rồi ủng hộ chị đi. Chị đưa em cái này. Ăn cho vui. Không chị nói thiệt, tại vì con cái này chị đem về làm gì? Không, anh em lên Facebook, em lên cho sổ. Em lên tạo được chị. Rồi ý là lên năm mới. Không, ý là mình không phân biên, mình phân biên thắng lại thôi. Em ạ. Dạ. Em ạ. Rồi hiện tại bà chị hiện tại giờ đang bán đấy anh em ạ. Rồi dâu tây trên Đà Lạt thật rất là ngon. Mà nó ngon ngọt đi chua. Nhưng hiện tại bà chị cũng bán đó. Cũng bán không như anh em thôi. Nhưng mà bán như anh em có gì anh em lên trên Đà Lạt thưởng thức. Mấy cái nho hộp dâu. Rồi vừa rồi đó anh em cứ lên. Rồi đó khuyến mãi thôi. Đây khuyến mãi cái này. Khuyến mãi cái này hả? Dạ. Rồi anh em mình lên bữa nào giao dịch. Nhiều không vậy? Dạ vâng. Dạ vâng. Biết không? Dạ vâng. Dạ vâng. Số điện thoại em đâu? Ok nha. Hả? Số điện thoại của em đâu? Có số điện thoại hả? Có số điện thoại hả? Số ai? Thôi, cảm ơn chị.